Nhắc đến Zack Snyder, tác phẩm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến của ông ấy đó là gì? Liệu có phải là Batman vs Superman Dawn of Justice đầy tranh cãi, hay là phiên bản dài gần 4 tiếng của Liên minh Công lý với một đống slow motion nhưng mà chúng ta vẫn yêu thích hay không? Với cá nhân mình sẽ nghĩ ngay đến 300, tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng của nhà văn Frank Miller. Và đây là Way to Weird Movie. Nhân dịp Warner Bros. Đang lên kế hoạch triển khai 300 trở thành phiên bản TV series, ngày hôm nay hãy cùng với chúng mình quay ngược lại dòng thời gian trở về năm 480 trước công nguyên để chứng kiến trận thư hùng vĩ đại giữa Hy Lạp và 1 triệu quân Ba Tư nhé. Let's go! Thành bang Sparta là một trong số các thành bang của Hy Lạp. Nơi này nổi tiếng là đào tạo nên những chiến binh tinh nhuệ và dũng mãnh nhất của quốc gia này. Chính vì thế mà quân đội Sparta là những người cực kỳ giỏi trong chiến đấu. Họ coi chiến đấu giống như là một môn nghệ thuật, còn người lính thì như một người nghệ sĩ. Và việc một người lính chết trên chiến trường chính là một vinh quang cho họ. Tuy nhiên, để tạo ra được những chiến binh dũng mãnh nhất, Sparta có một tục lệ đó là giết hài nhi ốm yếu hay dị tật từ lúc chúng mới sinh, chỉ giữ lại những đứa trẻ khỏe mạnh nhất. Có như vậy, Sparta mới có thể duy trì được truyền thống, tạo nên những chiến binh mạnh mẽ nhất. Và Leonidas, aka nhân vật chính, là một trong số những đứa trẻ may mắn đó. Song, việc trở thành một đứa trẻ may mắn không có nghĩa là cuộc đời những đứa trẻ này sẽ được sống trong yên bình. Chúng sẽ được dạy để trở thành những chiến binh, những người mà sẽ không nhân từ với kẻ thù và sẽ không bao giờ chịu khuất phục hay đầu hàng. Và Leonidas cũng không phải là ngoại lệ. Năm 7 tuổi, ông đã bị tách ra khỏi gia đình và buộc phải sống một mình, nơi mà ông chiến đấu, làm tất cả mọi thứ để có được cái ăn, thậm chí là cả trộm cắp. Cho đến khi trưởng thành và trở thành một chàng trai khôi ngô, Leonidas sẽ phải đối mặt với thử thách cuối cùng, đó là bước vào cánh rừng mùa đông và chiến đấu với một con sói dữ. Leonidas phải chọn lựa, hoặc là sống sót quay về, trở thành nhà vua của Sparta, hoặc không là gì cả. Bước vào cánh rừng và đối mặt với con sói, hàm răng sắc nhọn đi cùng với đó là cặp mắt đầy ghê rợn, cảm tưởng như nó đang muốn xâu xé không chỉ thể xác mà còn linh hồn của kẻ nào dám đối mặt với nó. Đây không chỉ là một thử thách về sức mạnh mà nó còn là một thử thách về tinh thần, vì chỉ sức mạnh thôi là không đủ, cần cả sự dũng cảm, một tinh thần thép vững vàng mới có thể vượt qua được. Và sâu trong đôi mắt của Leonidas, nó đã toát lên một sự quyết tâm, lòng can đảm cực kỳ lớn. Cuối cùng, nhờ mưu trí cùng với lòng can đảm, Leonidas đã giành chiến thắng. Chàng trai trẻ khi đó đã mang trên mình bộ da sói về làm chiến lợi phẩm, minh chứng cho chiến thắng của mình trước sự ngưỡng mộ, thán phục của người dân thành bang Sparta. Cũng từ đây, Sparta đã có cho mình một người trị vì mới, một nhà vua mới và cái tên của ông là Leonidas. Leonidas đã trị vì Sparta trong 30 năm. Ông có cho mình một người vợ xinh đẹp và đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống tưởng như cứ thế êm đềm trôi đi trên xứ sở Sparta nhỏ bé. Thế nhưng, cuộc đời của một anh hùng và đặc biệt là anh hùng của thành Sparta thì đâu thể êm đềm mãi được. Năm 480 trước công nguyên, sứ giả Ba Tư đến gặp vua Leonidas và hoàng hậu. Hắn đã đi một quãng đường dài từ Ba Tư tới đây với mong muốn vua Leonidas và những người dân ở thành bang Sparta chấp nhận trở thành chư hầu. Hay nói đúng hơn là quy phục cho vua Ba Tư Xerxes, đổi lại Sparta sẽ có được sự bảo hộ của Ba Tư. Còn nếu Sparta từ chối, vua Xerxes sẽ sẵn sàng dùng quân đội của mình để hủy diệt cả Sparta. Leonidas nghe xong lời đề nghị từ tên sứ giả, không phản ứng lại gì nhiều. Ông nói rằng thành bang Athens cũng đã nhận được một lời đề nghị giống như vậy, nhưng họ đã từ chối. Vâng, đó là Athens, một thành bang mà chỉ đẻ ra những nhà thơ, nhà triết học, những kẻ được coi như là hiệp hội viết sách đắc nhân tâm thế hệ đầu. Vậy mà họ vẫn dũng cảm từ chối lời đề nghị có phần đe dọa này. Vậy chả nhẽ Sparta lại chấp nhận hèn yếu hơn cả Athens hay sao? Chắc chắn là không thể. Leonidas rút thanh kiếm của mình ra, chĩa thẳng vào mặt tên sứ giả, dù cho ông hiểu rằng ông không có quyền giết sứ giả, bởi nó sẽ dẫn đến chiến tranh và hậu quả là sẽ vô cùng tàn khốc. Nhưng rồi khi vua Leonidas nhìn xung quanh, những người dân rồi sẽ chết hoặc sẽ trở thành nô lệ nếu như Sparta không đứng lên đấu tranh. Và ông nhớ lại tên sứ giả Ba Tư kia đã hống hách như thế nào khi hắn mang đầu lâu của những vị vua bại trận đến uy hiếp ông. Hắn xúc phạm người vợ yêu dấu của ông và rồi dùng cái chết và sự nô dịch để đe dọa dân chúng thành Sparta. Một vị vua liệu có thể chấp nhận những điều này? Không. Với tư cách là một vị vua, một chiến binh của thành Sparta, hậu duệ của á thần Hercules, ông không chấp nhận điều này. Tên sứ giả kia nghĩ rằng hành động rút kiếm chĩa vào hắn của Leonidas là điên rồ, báng bổ hay sao? Không, đây là Sparta, đây là nơi của những con người tự do, không chấp nhận ách thống trị của bất cứ kẻ nào cả. This is Sparta! Đây là nơi mà những chiến binh được sinh ra và họ sẽ chiến đấu để bảo vệ nơi này. Leonidas kích hoạt nội tại đánh chí mạng, đá thẳng tên sứ giả xuống cái giếng sâu nhất của Sparta. Ngay sau cú đá đó, những kẻ đi theo tên sứ giả cũng đã bị giết hết. Và thế là một cuộc chiến sắp nổ ra giữa Sparta và Ba Tư. Tuy nhiên, trước khi ra trận hay xuất quân, người lính Sparta cần phải có được sự chúc phúc từ các vị thần. Mà nói chính xác hơn là vua Leonidas cần sự chấp thuận của các Ephors,
những nhà tiên tri của các vị vua Hy Lạp cổ đại với tư duy bảo thủ, lạc hậu. Tuy đáng ghét và ghê tởm là vậy, nhưng luật là luật, không ai có quyền đứng trên pháp luật cả. Vậy nên, Leonidas vẫn phải có sự chấp thuận mới có thể mang quân ra trận được. Các Ephors sau đó đã được vua Leonidas đưa cho một lượng lớn tiền vàng, coi như là phí tham khảo, để chúng tham khảo lời tiên tri xem có nên ra trận hay không. Và rồi, bằng những nghi thức quái đản, biến thái và bệnh hoạn của mình, những kẻ này đã không cho phép Leonidas tham chiến. Lý do là họ phải tôn vinh một lễ hội tôn giáo thiêng liêng, nếu không Sparta sẽ thất thủ. Leonidas nghi ngờ động cơ của Ephors và cay đắng trở về nhà với vợ của mình mà không hề hay biết rằng đám Ephors thực chất đã bị mua chuộc bởi những đồng vàng của Ba Tư rồi. Leonidas than thở với vợ về hoàn cảnh khó khăn của mình. Nàng Corco xinh đẹp và đầy thông thái đã gợi ý cho nhà vua rằng hãy tự hỏi bản thân, một người đàn ông tự do sẽ làm gì? Câu hỏi đó dường như đã khai sáng tâm trí của vua Leonidas. Ngày hôm sau, Leonidas tập hợp 299 binh lính giỏi nhất của mình và chắc chắn phải có con trai của ông. Nhà vua dự định sẽ đưa quân lên đường đến Thermopylae, hay còn được gọi là Cổng Lửa, để chống lại quân Ba Tư. Dĩ nhiên là theo mô típ của rất rất nhiều bộ phim mà có một đám giả đầu làm hội đồng cố vấn tối cao, thì khi thấy một ai đó làm trái ý, họ sẽ xuất hiện để làm nhiệm vụ tối thượng của mình. Đó là việc nói rằng họ không được đi. Và cũng như bao mô típ của những bộ phim khác, việc ngăn cản là việc của hội đồng, còn đi là việc của nhà vua. Vậy nên, nhà vua vẫn đi như bình thường và lấy lý do là ông chỉ mang quân đi dạo thôi. Và thế là đám hội đồng không thể từ chối quyền đi dạo cùng vệ sĩ riêng của Leonidas và vua đã lên đường thành công. Trên đường đi, Leonidas rất vui khi được gặp một nhóm nhỏ binh lính người Arcadia, những người đã nhận được tin rằng Sparta đang tiến hành chiến tranh với Ba Tư và họ đang tìm cách hợp lực với Sparta. Họ có lực lượng đông đảo hơn hẳn so với chỉ 300 người lính Sparta. Song, họ dường như đều chỉ là những kẻ tay mơ trong việc chiến đấu, khi mà xuất thân của họ phần lớn chỉ là những người thợ làm gốm, thợ rèn, những người có khi cả đời còn chẳng biết cầm kiếm với dao mác như thế nào cho đúng. Nhưng thôi, ít nhất thì có thêm người hỗ trợ vẫn tốt hơn là chẳng có ai cả. Và càng đông thì càng vui, nên là từ phim 300 tạm chuyển thành 300 và vài nghìn lính hỗ trợ nhé. Trên đường hành quân đến Cổng Lửa, quân đội của nhà vua Leonidas đã nhìn thấy một ngôi làng bị đám Ba Tư giết sạch, chỉ còn lại một cô bé là còn sống sót. Chúng thậm chí còn dùng xác của những nạn nhân để treo lên cây nhằm đe dọa tới ý chí của những người lính Sparta. Song, nó chỉ khiến cho tinh thần của quân Sparta càng lên cao hơn mà thôi. Ngày tới được Cổng Lửa, một trận bão lớn đã diễn ra, cơn mưa xối xả, sấm chớp rền vang. Nhờ có cơn bão lớn mà hàng loạt tàu chiến của quân Ba Tư đã bị đánh chìm, mà người Sparta chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi nào cả. Tuy nhiên, Leonidas hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu thôi, vẫn còn cả một đạo quân rất lớn đang chờ đợi họ phía trước. Sáng ngày hôm sau, quân Sparta bị sốc và bối rối khi vẫn thấy rất nhiều tàu Ba Tư cập bến ở bãi biển gần đó. Lúc này, vua Leonidas nghĩ ra kế hoạch xây dựng lại bức tường Phoenician vĩ đại để ngăn bước tiến của kẻ thù, đồng thời dồn quân Ba Tư chỉ có thể tấn công Sparta thông qua một lối duy nhất, đó là Cổng Lửa, một con đường rất rất hẹp. Kế hoạch xây dựng lại bức tường Phoenician diễn ra thành công. Người Sparta đã dùng đá và xác của đám lính Ba Tư để làm vữa, giữ cho bức tường chắc chắn. Hành động này càng kích động trận chiến và chẳng bao lâu sau, đợt quân đầu tiên của Sparta đã tấn công. Tiếng bước chân, vó ngựa của chúng làm rung chuyển cả mặt đất, báo hiệu một lượng lớn của kẻ địch đang tiến đến. Cuộc chiến bắt đầu với một ngọn giáo của người Sparta, được phóng ra, giết chết tên chỉ huy của đám Ba Tư. Đám Ba Tư khi mất đi người chỉ huy thì như rắn mất đầu, chúng xông lên một cách điên loạn, chẳng có tổ chức. Trong khi đó, quân đội Sparta với sức mạnh, sự kỷ luật cùng đội hình đổ bê tông đã dễ dàng chặn đứng đợt tấn công của đám Ba Tư. Dần dần, Leonidas cùng 299 người lính của mình đã đẩy lùi bước tiến công của Ba Tư và đẩy chúng thẳng xuống dưới vực ngay gần đó. Cuộc tấn công đầu tiên của đám Ba Tư đã thất bại hoàn toàn. Nhận thấy bộ binh không hiệu quả, quân Ba Tư sử dụng sức mạnh của cung thủ nhằm tiêu diệt Sparta từ xa. Những mũi tên của quân Ba Tư được bắn ra rất nhiều, nó nhiều đến mức che kín cả mặt trời. Thế nhưng, nó có nhằm nhò gì? Vì nếu quân Ba Tư đã bắn tên phủ kín cả bầu trời, thì Sparta sẽ chiến đấu trong bóng tối với chúng. Khi cơn mưa tên qua đi, những người lính của Sparta lại đứng lên đầy mạnh mẽ. Họ tiếp tục sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo, và lần này là đám lính cưỡi ngựa tham chiến. Thế nhưng, chúng vẫn chẳng là gì so với đội quân Sparta thiện chiến cả. Ngày đầu tiên của trận chiến kết thúc với chiến thắng dành cho quân đội Sparta. Nhận thấy sức mạnh của Sparta lớn đến như vậy, vua Xerxes thay vì tức giận lại cảm thấy ngưỡng mộ trước sức mạnh này. Chính vì lẽ đó, hắn muốn có được sự phục vụ của Leonidas. Hắn sau đó đi tới gặp mặt nhà vua với một yêu cầu. Hắn sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện mà Leonidas đã làm, sẵn sàng bỏ qua việc Leonidas đã vừa làm gỏi cả một đống quân của hắn, sẵn sàng đưa Leonidas trở thành một vị vua của toàn cõi Hy Lạp, thậm chí là nhuộm đỏ cả một vùng trời.
hắn vẫn sẽ giúp Leonidas đánh bại lại cả thành bang kẻ thù của ông là Athens. Và tất cả những gì hắn cần đó là Leonidas hãy quỳ xuống dưới chân hắn. Dĩ nhiên, một người vua như Leonidas, với lòng kiêu hãnh của một chiến binh, ông sẽ không bao giờ đầu hàng hay khuất phục trước kẻ nào cả. Xerxes tức giận, hắn đe dọa rằng hắn sẽ hủy diệt cả Hy Lạp, kể cả khi có phải nướng toàn bộ quân đội của mình. Tất cả chỉ để giành chiến thắng trước Sparta. Và khi hắn giành chiến thắng, Xerxes, kẻ tự nhận mình là thần vương, sẽ xóa sạch toàn bộ lịch sử của Sparta và sẽ chẳng có ai nhớ đến 300 người lính kia nữa. Nhưng Leonidas không tin vào điều đó. Ông tin vào ý chí và sức mạnh của con người. Xerxes có thể có nhiều nô lệ, nhiều kẻ phục vụ dưới trướng, nhưng với ông thì hắn sẽ không bao giờ có được những chiến binh như Leonidas cả. Cuộc nói chuyện kết thúc với việc đàm phán thất bại. Xerxes, với tư cách coi mình như là một vị thần vương mà giờ lại bị khịa như một thần đằng thì chẳng thể nào chấp nhận được việc này. Nhận thấy với đạo quân thông thường không thể tiêu diệt được quân Sparta, Xerxes quyết định mang đội quân tinh nhuệ nhất của hắn ra để chiến đấu với vua Leonidas. Đêm hôm đó, đạo quân với biệt danh là những kẻ bất tử đã tiến đến cổng lửa. Thế nhưng, điều chúng không ngờ tới là sức mạnh của những người Sparta vẫn là cực kỳ đáng nể. Họ vẫn mạnh mẽ đứng lên để chống trả đám quân bất tử, dù cho đã có một số chiến binh Sparta đã phải bỏ mạng. Song, nhờ sự hỗ trợ của quân Arcadia cùng tinh thần quật cường của Sparta, đạo quân bất tử đã nằm dưới mũi giáo của những chiến binh Sparta. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà một kẻ mang trong mình cái danh của một vị thần như Xerxes lại cảm thấy lạnh cả sống lưng vì một tên người phàm như vậy. Những ngày sau đó, Xerxes mang đến chiến trường vô số những loại quân đội khác nhau, từ những chiến binh thổ dân, động vật tham chiến như voi, tê giác, cho đến cả những pháp thuật đến từ phương Đông. Tất cả chỉ để đánh bại 300 người lính Sparta. Nhưng đám binh tôm tép này đâu có thể vượt qua được sức mạnh thiện chiến của Sparta. Chúng cứ đến rồi lại bỏ mạng. Cứ như vậy, cả một vùng nước biển ở gần đó nhuộm đỏ máu của quân Ba Tư. Tuy thắng lợi là vậy, song Sparta cũng tổn thất rất nhiều, đặc biệt là cái chết của Astyno, con trai của đội trưởng Artemis. Tinh thần của người Sparta khi đó đã bị lung lay phần nào sau cái chết của anh ta. Song, người chết thì cũng đã yên nghỉ, còn những người sống cần phải tiếp tục bước tiếp, bởi chính những người lính còn sống là những người mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của những người đã khuất. Những người anh hùng đã ngã xuống một cách đầy đau đớn, tưởng nhớ về họ là trách nhiệm của những người sống sót. Chúng ta chết đi để lại ý nghĩa tồn tại cho những người sống sót. Đó là cách duy nhất để chúng ta chống lại cái thế giới tàn nhẫn này. Những người Sparta sau đó đã gầm lên, gào lên và lại tiếp tục tiến lên, dâng hiến trọn cả con tim của mình để bảo vệ cho Sparta. Sang đến ngày chiến đấu thứ 3, một bất ngờ đã xảy ra. Một kẻ tên là Malian Alphaeotis, do bị vua Leonidas từ chối nhận vào quân đội Sparta, hắn đã quyết định phản bội lại chính thành bang của mình. Hắn ta đã chỉ cho quân Ba Tư con đường độc đạo vào hẻm núi. Con đường này dẫn quân Ba Tư tới phía sau nơi phòng thủ của quân Sparta. Bị tấn công bất ngờ, cùng với đó là số lượng quân thủ áp đảo, những người Arcadia đã sợ hãi. Họ đã quyết định rút lui nhằm bảo toàn lực lượng của mình. Tuy nhiên, với Sparta thì khác. Họ nói không với từ bỏ, họ nói không với đầu hàng. Họ đã sẵn sàng cho trận chiến này, kể cả khi họ có thua cuộc đi chăng nữa. Sáng hôm đó, trước khi trận tử chiến cuối cùng diễn ra, Leonidas đã đi dạo với Delius, một người lính Sparta đang bị thương và chỉ còn lại một mắt. Nhà vua đã yêu cầu Delius thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của mình, đó là hãy trở về Sparta, kể lại câu chuyện về lòng dũng cảm, sự quyết tâm của 300 người lính Sparta khi đấu lại cả triệu quân Ba Tư như thế nào. Delius dù rất muốn ở lại tiếp tục chiến đấu với nhà vua, song mệnh lệnh là mệnh lệnh. Anh đã buộc phải trở về Sparta để chuẩn bị cho trận chiến trong tương lai với Xerxes. Trận chiến cuối cùng cũng đã đến. Alphaeotis, kẻ phản bội lại chính tổ quốc, quê hương của mình, đã dẫn quân địch đi vào lối bí mật ở cổng lửa. Từ đó mà hàng ngàn cung thủ Ba Tư đã mai phục sẵn từ phía sau cổng lửa. Tiếp theo đó, Xerxes đã đích thân dẫn quân đến gặp Leonidas. Tất cả vẫn chỉ là mong muốn nhà vua của Sparta đầu hàng mình. Và có vẻ như Leonidas dường như đã chấp nhận lời đề nghị. Ngài hạ khiên, giáo, bỏ mũ giáp và quỳ xuống trước mặt Xerxes. Tên thần tự xưng kia tưởng chừng như đã có cho mình một vị tướng tài ba. Nhưng thực ra, hắn đã mắc mưu của Leonidas. Trong nỗ lực cuối cùng nhằm làm bẽ mặt Xerxes, Leonidas đã kêu gọi Stelios, người xuất hiện từ trong đội hình của mình, lao ra, đâm ngọn giáo của mình vào tên chỉ huy của Ba Tư. Nhận ra mình đã bị lừa, Xerxes điên cuồng ra lệnh cho bộ binh của mình tàn sát quân Sparta. Quân Ba Tư với nội tại khá mạnh đã phá hỏng đội hình của Sparta và khiến cho những người lính Sparta gần như không thể chống cự lại được. Ngay trong lúc hỗn loạn đó, vua Leonidas đã đứng dậy, ngài nhặt ngọn giáo của mình lên và ném nó vào Xerxes. Ngọn giáo lao đi vun vút như gió, tuy nó không thể giết được Xerxes, song nó đã khiến cho hắn bị thương ở miệng, đánh dấu cho lần đầu tiên một vị thần lại phải chảy máu trước sức mạnh của con người. Leonidas và những người Sparta sau đó đã chiến đấu đến những người cuối cùng, cho đến khi họ không chịu nổi một trận mưa tên mà ngã xuống.
Leonidas trong những phút cuối cùng, ngài vẫn đứng dậy để hiên ngang, rút thanh kiếm của mình ra và hét lớn khiến cho Cersei cũng phải cảm thấy kinh hãi. Cuối cùng thì thứ khiến cho vua Cersei sợ, hóa ra lại không phải là sức mạnh của thần thánh hay thứ gì đó siêu nhiên. Thứ mà hắn sợ hãi chính là ý chí của một chiến binh bất khuất. Để rồi, trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi hứng chọn cơn mưa tên của Ba Tư, ngài đứng lên hiên ngang, ngẩng cao đầu và nói: "My queen, my wife, my love." Tại thành bang Sparta, hoàng hậu Gorgo mong đợi chồng trở về. Nhưng những gì mà bà nhận được chỉ còn lại là sợi dây chuyền mà bà tặng cho Leonidas. Trước hội đồng tòa án, Delius đã thuật lại cái chết của vua Leonidas và chiến hữu trong danh dự, hy sinh và khát vọng tự do, nói lên ý chí chiến đấu tới hơi thở cuối cùng của nhà vua. 300 chiến binh có thể đã thất bại trong việc chống lại 1 triệu quân Ba Tư. Song, nhờ câu chuyện về lòng dũng cảm, ý chí tự do mãnh liệt của vua Leonidas cùng với 300 chiến binh Sparta đã truyền cảm hứng rất lớn cho người dân Hy Lạp nói chung và Sparta nói riêng sau này. Phần 2 của bộ phim với cái tên 300 Races of an Empire đi sâu hơn vào nguyên nhân, lý do mà quân Ba Tư của Xerxes muốn xâm lược Hy Lạp cũng như là hành trình chống lại quân Ba Tư của Themistocles, một vị tướng đến từ thành Athens. Vào năm 490 trước công nguyên, tức là 10 năm trước các sự kiện của phần đầu tiên, Themistocles cùng với quân đội Athens của mình đã phối hợp cùng thành bang Plataea để ngăn chặn cuộc xâm lược Hy Lạp lần thứ nhất của người Ba Tư, tạo nên trận Marathon vĩ đại. Trong trận chiến, Themistocles đã nhìn thấy cơ hội để làm bị thương vua Ba Tư Darius. Anh bắn cung và với tài thiện xạ của mình, không khó hiểu khi mũi tên đã găm thẳng vào người của vị vua Ba Tư. Con trai của Darius, Xerxes đệ nhất, cũng có mặt tại trận chiến và rất thất vọng vì điều này. Người Ba Tư sau đó rút lui trở lại vương quốc của họ và đô đốc Artemisia của Darius đến kịp lúc để nghe những lời trăn trối của vị vua đang hấp hối. Darius khuyên con trai của mình là Xerxes nên chấm dứt chiến tranh với Hy Lạp và để họ đi theo con đường của mình. Ông cho rằng chỉ có thần thánh mới có thể đánh bại họ trước khi qua đời. Sau cái chết của Darius, Xerxes để tang cái chết của cha mình trong vòng 7 ngày. Bản thân người kế vị ngai vàng của đế chế Ba Tư đang rơi vào khủng hoảng nặng khi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Và Artemisia xuất hiện như để vẽ đường cho Xerxes đi. Ả ta, với khao khát trả thù quân Hy Lạp, đã tận dụng cơ hội để bóp méo lời nói của Darius. Ả nói với Xerxes rằng vị vua trẻ tuổi phải trở thành thần vương để đánh bại quân Hy Lạp. Ả sau đó đã ra lệnh cho các linh mục ban phước cho Xerxes và đưa vị vua trẻ vào sa mạc. Cuối cùng, sau bao ngày lang thang ở sa mạc, Xerxes đã tình cờ gặp một hang động. Thứ anh ta tìm thấy được trong hang động là một chiếc hồ chứa chất lỏng đến từ một thế giới khác, cùng với đám tu sĩ đang ngồi đó đợi anh. Xerxes sau đó ngâm mình trong chất lỏng. Để rồi, khi xuất hiện một lần nữa, vị vua trẻ như được tái sinh thành một con người mới. Anh xuất hiện như một người khổng lồ với cơ thể như được sát vàng, đi cùng với đó là đôi mắt ánh lên một ngọn lửa đầy chết chóc. Đặc biệt là giờ đây, với quyền năng như một vị thần, sẽ chẳng có một ai có thể động vào một sợi tóc của Xerxes nữa. Vị thần vương trở lại Ba Tư và tuyên bố sẽ tuyên chiến trở lại với cả Hy Lạp để trả thù. Nhiều năm sau tại Athens, khi Ba Tư xâm lược Hy Lạp một lần nữa, Themistocles đã thuyết phục hội đồng Athens rằng toàn bộ Hy Lạp phải đoàn kết mới có thể đẩy lùi được Ba Tư. Điều này có nghĩa là một liên minh với chính người Sparta phải được thành lập. Themistocles sau khi phi tới Sparta để trò chuyện với vua Leonidas, nhưng khi đến nơi, anh biết rằng Leonidas đang đi lấy tư vấn từ các nhà tiên tri sau khi giết chết sứ giả Ba Tư. Thay vào đó, Gorgo nói chuyện với anh ta và anh ta nói với cô về kế hoạch thống nhất Hy Lạp. Themistocles yêu cầu sự hỗ trợ của hải quân Sparta, nhưng Gorgo miễn cưỡng đứng về phía anh ta vì cô chỉ quan tâm đến việc bảo tồn chính Sparta chứ không phải toàn bộ Hy Lạp. Vị tướng quân của thành Athens đành rời đi. Tuy nhiên, Themistocles nhắc nhở cô rằng nếu muốn chống lại Ba Tư, toàn bộ Hy Lạp muốn được tự do thì cuối cùng họ cũng phải cùng nhau chiến đấu. Themistocles và những người Athens sau đó tập hợp hạm đội của họ chống lại người Ba Tư trong trận chiến đầu tiên ở Artemisium. Trước trận chiến, Themistocles phát hiện ra Callisto, một lính từ Athens đã không vâng lời cha của mình mà thâm nhập vào quân đội. Themistocles rất ấn tượng và hứa sẽ trông chừng cậu nhóc. Khi trận chiến bắt đầu, người Hy Lạp do biết điểm yếu của tàu Ba Tư là hai bên tàu. Người Athens đã nhanh chóng đâm tàu của mình vào quân Ba Tư, giành thế thượng phong. Trước thế cục quá áp đảo của quân Hy Lạp, Artemisia đã trở nên mệt mỏi với trận chiến và quyết định để quân Hy Lạp tận hưởng chiến thắng nhỏ bé của họ. Artemisia sau đó đã còng tay và ném vị tướng của mình xuống biển vì sự kém cỏi của hắn, mặc cho hắn đã giải thích đủ lý do cho sự thất bại này. Nhưng thua là thua và Artemisia không muốn thua. Ả ta ngay sau đó đã tuyển một người khác thay thế vị trí của tên tướng kia. Tuy nhiên, vị tướng này vẫn nhận về thất bại trước Athens. Khi Themistocles đã dụ quân Ba Tư vào một đường thẳng hẹp, tạo điều kiện cho người Athens phục kích quân Ba Tư và giành được một chiến thắng khác. Sau trận thua, Artemisia nhận ra rằng Ả đã tìm thấy đối tượng của mình, đó chính là Themistocles. Ả ta cử một sứ giả đến đồn Hy Lạp. Sứ giả Ba Tư yêu cầu Themistocles gặp Artemisia, người có thuyền đang neo đậu ở vùng biển trung lập.
người Athens cảm thấy đó chính là một cái bẫy. Nhưng Themistocles quyết định đối mặt trực tiếp với kẻ thù của mình. Themistocles gặp Artemisia, ả ta khen ngợi chiến thuật của anh. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, ả tiết lộ rằng hạm đội của Ba Tư có thể chịu tổn thất trong nhiều tuần và hải quân của Ba Tư cuối cùng cũng sẽ vượt qua quân Hy Lạp sớm thôi. Artemisia sau đó đề nghị vị tướng của Athens gia nhập phe của cô. Thậm chí, ả còn quyến rũ Themistocles về mặt tình dục. Nhưng sau cùng, Themistocles vẫn từ chối lời đề nghị của Artemisia. Quá tức giận, ả đã quyết định đuổi anh đi. Trở về sau cuộc đàm phán thất bại, Themistocles hiểu rằng một cơn thịnh nộ của Ba Tư đang chuẩn bị giáng xuống quân của anh vào ngày hôm sau. Trong cuộc đối đầu tiếp theo, người Ba Tư đổ dầu xuống biển và cử người mang thùng thuốc nổ vào. Điều này dẫn đến việc phá hủy nhiều tàu của Hy Lạp. Và mặc dù quân Hy Lạp đã tiêu diệt được tàu chở dầu của Ba Tư, nhưng nó vẫn gây ra một số thương vong. Trong trận chiến, Artemisia dùng một mũi tên bắn chết Silius, một cấp dưới của Themistocles. Bản thân anh cũng suýt thiệt mạng khi con tàu của anh đã bị phá hủy trong một vụ nổ. Khi hải quân của Hy Lạp đang tan nát, Artemisia giành chiến thắng và rút tàu của mình. Tưởng rằng Themistocles đã thiệt mạng sau vụ nổ, nhưng thực tế thì với giáp, mà cụ thể là giáp cốt truyện, thì anh vẫn chưa thể nào chết được. Sau khi hồi phục sức khỏe cùng những người còn lại của mình, Themistocles biết rằng Leonidas và 300 người đã bị đánh bại tại cổng lửa. Ở một diễn biến khác, thần vương Xerxes đang tận hưởng chiến thắng tại Thermopylae. Hắn gửi Ephialtes với một thông điệp tới người Athens rằng người Ba Tư hiện đang tấn công đến họ. Tại Athens, Themistocles đang đối mặt với Ephialtes đầy hối hận, người đã tặng cho anh thanh kiếm của Leonidas. Themistocles gửi kẻ phản trở lại Xerxes với lời hứa về chiến tranh. Sau đó, anh ta gửi thông điệp khắp Hy Lạp về sự hy sinh anh dũng của người Sparta để lấy lại tinh thần. Cùng thời điểm đó, Athens đang bị lực lượng của Xerxes san bằng với việc vua thần vung cái đầu bị chặt đứt của Leonidas. Ở Sparta, Themistocles tiếp cận Gorgo một lần nữa và yêu cầu sự hỗ trợ của hải quân Sparta. Nhưng Gorgo, người đang chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, cho rằng Sparta đã chịu đủ rồi và đuổi anh ta đi. Trước khi rời đi, Themistocles trả lại thanh kiếm của Leonidas cho cô và thúc giục Gorgo trả thù cho chồng. Tại Athens, Xerxes hả hê trước chiến thắng của mình trước quân Hy Lạp. Nhưng Artemisia lại tỏ ra kém hào hứng hơn khi thất bại trong việc lôi kéo Themistocles về phía của mình. Tuy nhiên, Ephialtes đã tiếp cận họ với tin tức về hạm đội Hy Lạp đang tập trung tại Salamis do Themistocles chỉ huy. Artemisia ngay lập tức có ý định tiêu diệt họ. Nhưng điều này dẫn đến sự bất đồng giữa cô và Xerxes, người cho rằng cô không nên tấn công. Tuy nhiên, cô ấy quyết tâm thực hiện mong muốn quét sạch quân Hy Lạp. Trong trận chiến Salamis, hạm đội Hy Lạp gặp phải số lượng tàu Ba Tư áp đảo. Kế hoạch duy nhất của Themistocles là đánh bại Artemisia. Cả hai bên đều chịu tổn thất to lớn, cho đến khi Themistocles và Artemisia cuối cùng cũng đối đầu nhau. Cả hai người đấu tay đôi với nhau, một cuộc chiến tưởng như cân tài cân sức. Cho đến khi người Sparta bất ngờ đến với một hạm đội của riêng họ do Gorgo chỉ huy. Xerxes, người đang theo dõi trận chiến, quay lưng lại và rút lui, với một đội quân lớn hơn rất nhiều đang chờ đợi trên đất liền. Themistocles tước vũ khí của Artemisia và yêu cầu cô đầu hàng, nhưng cô chống cự và đã bị đâm xuyên bụng. Cuộc thủy chiến với Ba Tư kết thúc với phần thắng thuộc về người Hy Lạp. Dẫu vậy, vẫn còn đó một đội quân hùng hậu của Xerxes đang chờ. Tuy nhiên, lần này sẽ khác, khi mà không chỉ có Athens mà còn có cả Olympus, Arcadia, Thebes, Delphi và Sparta. Tất cả Hy Lạp đã quyết định cùng nhau đứng lên chống trả lại Ba Tư và từ đó tạo nên trận chiến Thermopylae huyền thoại kéo dài trong suốt 3 ngày với phần thắng thuộc về Hy Lạp. Và vừa rồi là toàn bộ những diễn biến chính trong hai phần phim của 300. Liệu chúng mình có bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào hay không? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Còn bây giờ thì Winterweird out.